Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022, ngày làm việc thứ nhất. 5 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 4, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bắt đầu phụng vụ kinh sáng tại nhà nguyện Tòa Giám mục Thái Bình. Tiếp sau kinh sáng là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế với ý chỉ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Vào lúc 8 giờ 30 phút, hội nghị đã bắt đầu phiên họp với bài hát Xin ơn Chúa Thánh Thần. Như thường lệ, Đức cha Tổng thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã giới thiệu Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, có lời mở đầu hội nghị và chào đón quý Đức cha thành viên mới của Hội đồng Giám mục, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh và Đức Giám mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Hưng Hóa. Hội nghị cũng hân hoan chúc mừng Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản vừa nhận giáo phận Hải Phòng ngày 31 tháng 3 vừa qua. Trong hai phiên họp buổi sáng, hội nghị đã thông tin về quyên góp thường niên như đóng góp ngày thứ 6 tuần thánh, quỹ Peter Pan, đồng tiền thánh Phêrô và các đề tài sẽ trao đổi phúc trình trong những phiên họp tiếp theo. Buổi chiều, hội nghị đã lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh, thông tin về các đề mục ưu tiên và các chương trình sắp tới của giáo hội tại giáo triều cũng như những việc liên hệ đến đời sống giáo hội tại Việt Nam. Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Miroslav Stanislav Swarovski và Linh mục Han Huntek, viên chức Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, cũng trả lời một số câu hỏi mà Hội đồng Giám mục đã nêu ra. Tối cùng ngày, phái đoàn Tòa Thánh đã dâng thánh lễ vào lúc 19:30 tại nhà thờ chính tòa giáo phận cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và đại diện các thành phần dân chúa của giáo phận Thái Bình. 20 giờ tối, Hội đồng Giám mục đã chầu thánh thể và cử hành phụng vụ kinh tối trước khi quý Đức cha và ban thư ký họp riêng theo giáo tỉnh. Tạ ơn Chúa đã ban cho hội nghị ngày làm việc thứ nhất tràn đầy hồng ân, hiệp thông và hiệu quả.